Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn lên trên màn hình. Ta có đề bài như sau: tính và so sánh giá trị của hai biểu thức 3 nhân mẫu ngoặc đơn 7 trừ 5 đóng ngoặc đơn và 3 nhân 7 trừ 3 nhân 5. Các em hãy suy nghĩ và tính giúp cô nhé. Ở biểu thức 3 nhân 7 trừ 5 trong ngoặc đơn, cô tính trong ngoặc đơn trước thì 7 trừ 5 bằng 2, cô viết 2, và 3 nhân 2 bằng 6. Tiếp theo, 3 nhân 7 trừ 3 nhân 5. Ở biểu thức này, cô thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau, nên 3 nhân 7 bằng 21 và 3 nhân 5 bằng 15. Cô lấy 21 trừ 15. Cô được kết quả là bằng 6. Thì cô đi so sánh giá trị của hai biểu thức này, cô thấy cả hai biểu thức này đều có giá trị bằng 6, nên cả hai biểu thức này bằng nhau. Vậy 3 nhân 7 trừ 5 trong ngoặc đơn sẽ bằng 3 nhân 7 trừ 3 nhân 5. Thì ở đây 3 này chính là một số tự nhiên và 7 trừ 5 chính là một hiệu. Từ đó cô rút ra ghi nhớ: khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau. Từ quy tắc này, cô rút ra quy tắc dưới dạng chữ như sau: A nhân mẫu ngoặc đơn B trừ C trong ngoặc đơn sẽ bằng A nhân B trừ A nhân C. Thì để áp dụng quy tắc này, cô và các bạn cùng nhau đi vào bài 1. Bài 1, tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống theo mẫu. Đầu tiên đó là dạng biểu thức A nhân mẫu ngoặc đơn B trừ C đóng ngoặc đơn. Và dạng thứ hai đó chính là A nhân B trừ A nhân C. Ở đây cô có mẫu như sau: cô có A là 3, B là 7 và C bằng 3. Cô thế lần lượt vào hai biểu thức. Với biểu thức đầu tiên, cô thế 3 nhân mẫu ngoặc đơn 7 trừ 3 đóng ngoặc đơn. Thì 7 trừ 3 bằng 4. 3 nhân 4 bằng 12, cô viết kết quả là 12. Sang cột kế bên, cô thế số 3 nhân 7 trừ 3 nhân 3. 3 nhân 7 bằng 21 và 3 nhân 3 bằng 9. 21 trừ 9 cô bằng 12, cô viết 12. Tương tự ở hai dòng ở bên dưới, cô mời các bạn dừng video và bắt đầu làm. Các bạn đã làm bài xong chưa nào? Cô mời các bạn nhìn lên trên màn hình và sửa với cô. Cô thế 6 nhân mẫu ngoặc đơn 9 trừ 5 trong ngoặc đơn, 9 trừ 5 bằng 4. Cô lấy 6 nhân với 4, cô được kết quả là 24. Sang cột bên đây, 6 nhân 9 trừ cho 6 nhân 5. 6 nhân 9 bằng 54 và 6 nhân 5 là bằng 30. 54 trừ 30 bằng 24, cô viết kết quả là 24. Tiếp theo, 8 nhân mẫu ngoặc đơn 5 trừ 2 đóng ngoặc đơn, 5 trừ 2 bằng 3, vậy 8 nhân 3 bằng 24, cô viết 24. Tiếp theo, 8 nhân 5 trừ 8 nhân 2, 8 nhân 5 bằng 40, 8 nhân 2 bằng 16. Cô lấy 40 trừ 16 bằng kết quả là 24, cô viết 24. Vậy thì từ những bài toán này, chúng ta thấy giá trị của hai biểu thức A nhân B trừ C trong ngoặc đơn bằng với biểu thức A nhân B trừ A nhân C. Đó cũng chính là quy tắc của nhân một số với một hiệu đó các em. Tiếp theo chúng ta cùng sang bài 3. Bài 3 cô có yêu cầu đề bài như sau: một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng. Mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng? Cô xin tóm tắt đề bài. Chúng ta có 40 giá. Mỗi giá là 175 quả trứng.
thì ta đã bán hết 10 giá trứng. Đề bài hỏi chúng ta còn lại bao nhiêu quả trứng. Cô mời các em dừng video lại, suy nghĩ và bắt đầu làm bài. Ở bài này, cô gợi ý phương pháp giải như sau. Các em có thể tính số giá trứng còn lại bằng cách ta sẽ lấy số giá trứng ban đầu trừ đi số giá trứng đã bán. Hoặc là tính số giá trứng còn lại bằng cách ta lấy số quả trứng có trong một giá nhân với số trứng còn lại là chúng ta có thể làm ra được. Từ phương pháp này, cô gợi ý qua hai cách giải sau đây. Cách 1, cô sẽ đi tìm số quả trứng lúc đầu bằng cách cô lấy 175. Tại vì một giá cô có 175 quả, cô nhân với 40 giá trứng, cô sẽ được 7.000 quả. Sau đó, số trứng đã bán cô lấy 175 nhân cho 10. Bởi vì đề bài cho chúng ta là đã bán được 10 giá trứng. Thì sau khi nhân xong, cô thấy chúng ta đã bán được 1.750 quả. Thì để tìm được số trứng còn lại, cô sẽ lấy 7.000 trừ cho 1.750 bằng kết quả là 5.250 quả. Cô đáp số là 5.250 quả trứng. Và ở cách 2 thì cô sẽ đi tìm giá trứng còn lại trước. Thì tìm số giá trứng còn lại bằng cách cô sẽ lấy 40 trừ cho 10 bằng 30 giá. Sau đó, cô đi tìm số quả trứng còn lại bằng cách cô lấy số quả trứng của một giá là 175 nhân với số giá trứng còn lại là 30. Cô được kết quả là 5.250 quả. Cô đáp số là 5.250 quả. Thì ở bài toán này, chúng ta có thể áp dụng quy tắc mà chúng ta vừa mới học, đó là nhân một số với một hiệu để làm bài này một cách ngắn gọn hơn đó các em. Cô có cách giải như sau. Số quả trứng còn lại là, sau đó cô lấy 175, cô nhân cho 40. Đó chính là số quả trứng lúc ban đầu đó các em. Và cô trừ cho số quả trứng đã bán, thì cô lấy số quả trứng của một giá nhân với lại 10, đó chính là số giá mà mình đã bán. Thì cô được kết quả là 5.250 quả. Cô đáp số là 5.250 quả trứng. Nếu như các bạn không trình bày phép tính giống như cách trên thì các bạn vẫn có thể trình bày theo dạng là một số nhân với một hiệu. Thì ở bên đây 175 này chính là số quả trứng của một giá. Ta sẽ nhân bởi vì ta đi tìm số quả trứng còn lại. Thì số quả trứng còn lại này chúng ta sẽ lấy 40 giá lúc đầu mà cửa hàng có trừ cho số giá đã bán là 10 giá thì chúng ta sẽ ra được cái số giá trứng còn lại. Thì ta sẽ lấy số quả trứng của mỗi giá nhân với số giá trứng còn lại bằng cách lấy 40 trừ 10 bằng 30 là 30 giá trứng còn lại. Ta sẽ tính ra được số quả trứng còn lại là 5.250 quả. Chúng ta đáp số 5.250 quả trứng. Các bạn làm cách nào cũng đúng. Nếu như các bạn ra đáp số giống như cô, thì cô chúc mừng các bạn đã làm bài đúng. Tiếp theo chúng ta sang bài 4, tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Mở ngoặc đơn 7 trừ 5 nhân 3 và 7 nhân 3 trừ 5 nhân 3. Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một hiệu với một số. Cô mời các bạn dừng video lại bắt đầu làm bài. Mời các bạn nhìn lên màn hình và sửa với cô. Đầu tiên, cô đi tính mở ngoặc đơn 7 trừ 5 đóng ngoặc đơn nhân 3. Thì ở bài này nó giống như dạng một số nhân với một hiệu, chỉ là nó thay đổi vị trí, đưa vị trí của hiệu lên trước đó các em. Thì chúng ta vẫn tính trong ngoặc đơn trước. Thì trong ngoặc đơn ta tính được bằng 2 và nhân 3 này chúng ta viết lại. Vậy thì 2 nhân 3 bằng 6. Tiếp tục 7 nhân 3 trừ 5 nhân 3. Thì 7 nhân 3 bằng 21, cô viết 21. 5 nhân 3 bằng 15, cô viết 15.
21 trừ 15 bằng 6. Vậy thì chúng ta thấy kết quả của hai biểu thức này là bằng nhau. Vậy cô kết luận mở ngoặc đơn 7 trừ 5 đóng ngoặc đơn nhân 3 bằng với 7 nhân 3 trừ 5 nhân 3. Từ đó cô rút ra được kết luận như sau. Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau. Vậy là chúng ta đã